Cầu thủ đội Cần Thơ sợ bị cấm 5 năm. Lời cảnh báo bị cấm thi đấu từ 3 đến 5 năm được gửi đến cầu thủ đội Cần Thơ nếu họ tự ý bỏ thi đấu khi chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Ngày 21 tháng 9, cầu thủ Cần Thơ được yêu cầu quay trở lại đội bóng để chuẩn bị cho trận tiếp Long An ở vòng 15 giải hạng nhất quốc gia V-League 2. Nhiều cầu thủ cho biết sẽ quay lại tập luyện sau khi thấy nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn do tự ý bỏ giải hoặc chấm dứt hợp đồng, cấm thi đấu 5 năm. Chúng tôi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc có thể bị cấm thi đấu lên đến 5 năm. Anh em cũng hoang mang không biết có đúng không, giờ chúng tôi phải quay lại đá. Tôi nghe nói sẽ nhận lương tháng 8, một cầu nói về Dinh. Theo Điều 23, khoản 3 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2021 quy định ở mục A. Cầu thủ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu không được câu lạc bộ trả tối thiểu 2 tháng tiền lương khi đến hạn. Mục C nhắc đến cầu thủ chỉ có thể được chấm dứt hợp đồng theo các điểm A, B khoản này, với điều kiện đã thông báo bằng văn bản cho câu lạc bộ về việc không thanh toán tiền lương. Mặc dù đã đưa ra thời hạn tối thiểu là 15 ngày để câu lạc bộ thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, thực tế ở câu lạc bộ Cần Thơ cho thấy các cầu thủ chỉ bị nợ một tháng lương của tháng 8. Cầu thủ chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị nợ lương tháng thứ 2 và phải gửi văn bản trước 15 ngày. Án phạt tối thiểu nếu cầu thủ chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng là tối thiểu 4 tháng và không có mức tối đa. Ở Điều 68 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về bỏ trận đấu, giải đấu thì người đứng đầu CLB, đội bóng sẽ bị cấm tối thiểu 5 năm với các hoạt động bóng đá và phạt tiền 10 triệu đồng. Với câu lạc bộ là từ 100 đến 300 triệu đồng. Chủ tịch và huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Cần Thơ đều đã từ chức. Cầu thủ không phải chịu trách nhiệm về việc đội bóng bỏ trận, bỏ giải. Tín hiệu khả quan. Nhiều cầu thủ của Cần Thơ chưa nắm rõ các quy định cũng như quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Họ cũng lo sợ bị cấm thi đấu nếu phải chịu trách nhiệm chính trong việc câu lạc bộ không tham gia V-League 2 nữa. Những người đứng đầu đã rời đi như chủ tịch, huấn luyện viên, giám đốc điều hành. Những nỗ lực của đội ngũ cũ đã không thành công. Câu lạc bộ Cần Thơ lúc này đúng nghĩa với hai từ bơ vơ, không còn ai phải chịu trách nhiệm. Ngay cả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cũng không phải là đơn vị quản lý đội bóng để trả lời những vấn đề liên quan đến tài chính. Theo tìm hiểu của Dinh, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã họp vào chiều ngày 20 tháng 9 để tìm hướng đi về cơ chế cho đội bóng. Hơn 17 giờ, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Nhiều khả năng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ sẽ là đơn vị đứng ra thông báo về tương lai của đội bóng vào ngày 21 tháng 9. Với những tín hiệu tích cực nhưng gấp gáp này, các cầu thủ Cần Thơ mới cảm thấy có thêm niềm tin. Một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội bóng cho biết anh sẽ lên tập trung để nhận lương tháng 8. Chúng tôi còn bị nợ tiền thưởng 3 trận hòa, 3 trận thắng, 4 tháng tiền ăn và tiền lót tay. Tôi không biết các khoản tiền này có được lãnh không, anh nói. Trước mắt, các cầu thủ Cần Thơ phải hội quân và chuẩn bị cho trận đấu gặp Long An trên sân nhà vào ngày 23 tháng 9. Điều kiện là họ sẽ nhận được tiền lương tháng 8 theo lời những người còn trách nhiệm với bóng đá Cần Thơ. Cầu thủ chưa đủ điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng như đã nêu. Việc cầu thủ thi đấu lúc này là điều cần thiết. Nếu không thể thi đấu trận đấu với Long An, không phải bỏ giải, câu lạc bộ Cần Thơ sẽ bị phạt tối thiểu 100 triệu đồng và bị xử thua 0-3 hoặc trận đấu sẽ phải tổ chức thi đấu lại theo khoản 2 điều 68.